Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ tư ngày 23 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đối thoại với thanh niên về chủ đề khởi nghiệp, lập nghiệp. Thị xã Mỹ Hào chú trọng phát triển tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Huyện Tiên Lữ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đạt gần 80% diện tích. Nhiều nhà thuốc không niêm yết giá bán. Test nhanh vạch T đậm hay M không thể hiện COVID-19 nặng hay nhẹ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Sở Nội vụ phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên chủ đề Thanh niên Hưng Yên với khởi nghiệp lập nghiệp. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi đối thoại, đã có hơn 20 câu hỏi của các thanh niên trên địa bàn tỉnh liên quan đến vấn đề khởi nghiệp, lập nghiệp, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng giải đáp như cơ hội việc làm và hỗ trợ tìm việc làm, đào tạo nghề, các chính sách hỗ trợ của tỉnh cho khởi nghiệp, nguồn vốn, công nghệ. Đặc biệt, khởi nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp được nhiều thanh niên quan tâm. Trong những năm gần đây, tình trạng canh tác theo số đông hoặc được mùa mất giá xảy ra tràn lan trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng. Đặc biệt hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giải cứu nông sản ở nhiều nơi trên địa bàn cả nước. Xin các đồng chí cho biết giải pháp cải thiện được thực trạng nêu trên để thanh niên mạnh dạn đầu tư khởi nghiệp vào nông nghiệp. Thì Hưng Yên có chính sách hỗ trợ nào về công nghệ đối với thanh niên phát triển kinh tế gắn với cái việc là sản xuất nông nghiệp sạch? Hiện nay diễn ra cái thực trạng là thanh niên không có việc làm, đặc biệt là đối với thanh niên nông thôn, sinh viên ra trường thất nghiệp rất là nhiều, khi trở về địa phương thì không xin được việc hoặc có việc nhưng mà không phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Thì đề nghị các đồng chí cho biết là hiện nay tỉnh ta có các giải pháp phương án nào tạo công ăn việc làm, giúp thanh niên có nhiều cơ hội việc làm hơn, khuyến khích thanh niên ở lại lập nghiệp ở tại địa phương. Đại diện các sở ngành đã giải đáp cũng như cung cấp thông tin. Chỉ tính riêng năm 2021 vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức được 22 ngày hội tư vấn tuyển sinh tìm việc làm, hỗ trợ 220.000 lao động có việc làm mới. Trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh định hướng đào tạo, phát triển đội ngũ lao động trẻ có trình độ cao, làm chủ khoa học công nghệ. Đến năm 2030, có 65% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số để phục vụ cho công việc. Tỉnh chúng ta cũng đã tập trung vào một số các giải pháp. Cái giải pháp thứ nhất là Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đưa cái chỉ tiêu về dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo vào trong cái nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ các cấp, thu hút các cái dự án mới và tiếp tục triển khai mở rộng các cái khu công nghiệp, các cái cụm công nghiệp đã được phê duyệt. Đối với việc làm ở tỉnh ta thì chúng ta không thiếu. Hiện nay có rất nhiều các doanh nghiệp tuyển dụng lao động nhưng mà rất khó tuyển dụng. Cái nguyên nhân chính thì chúng ta lại chưa tích cực tìm kiếm cái việc làm ở trên sàn giao dịch việc làm của tỉnh Hưng Yên hoặc là thông tin ở trên cái hệ thống thông tin đại chúng của tỉnh. Trong lĩnh vực nông nghiệp, để tránh tình trạng được mùa mất giá, ngành nông nghiệp cũng đã đưa ra những giải pháp cho thanh niên phát triển diện tích nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh, không đi theo sản lượng. Trong trồng trọt thì tập trung vào các giống cây như bưởi, vải trứng, nhãn chất lượng cao, định hướng xây dựng các hợp tác xã kết hợp với việc triển khai những công nghệ chế biến và bảo quản nông sản. Hội nghị thì còn có sự đối thoại với các cái sở ban ngành. Đây là cái nền tảng để giúp cho các dự án hay là các thanh niên có thể biết được các cái đầu mối, gợi mở được những cái hướng để giải quyết được các cái khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao buổi đối thoại đoàn viên thanh niên, nhiều câu hỏi chất lượng đi sâu vào nhiều vấn đề mà thanh niên đang cần. Việc giải đáp của các sở ngành chức năng cũng đúng trọng tâm, bước đầu giúp tháo gỡ những vướng mắc của thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp ngay tại quê hương Hưng Yên. Qua hội nghị này thì tôi đề nghị là để mà giúp cho thanh niên, giúp cho cái khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên được tốt theo đúng cái tinh thần chủ trương của tỉnh ủy, thế rồi các cái kế hoạch, chương trình đề án của ban dân tỉnh, thì đề nghị là theo chức năng nhiệm vụ thì các sở ngành công khai toàn bộ những cái chương trình kế hoạch đề án này
chuyển hóa những cái chủ trương, những cái kế hoạch này vào cái lĩnh vực khởi nghiệp của thanh niên, thì biến những ý tưởng khoa học công nghệ, biến những cái sản phẩm của quá trình nghiên cứu để vào cái thực tế cuộc sống của thanh niên là của thanh niên, để tương lai của đất nước gắn với thanh niên, tương lai của tỉnh cũng gắn với thanh niên của tỉnh. Thế rồi là xu hướng mà rất cần sức khỏe này, rất cần tri thức này, rất cần cái tinh thần thanh niên, thì cũng kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên với cái tinh thần như vậy, thì ngoài cái việc thực hiện tốt các cái chức năng nhiệm vụ thì phải thực hiện được cái nhiệm vụ là lập thân và lập nghiệp. Tức là nếu mà lập được thân thì rồi sẽ lập được nghiệp. Thân có lập có tốt thì nghiệp nó mới khá lên được. Thưa quý vị và các bạn, là một địa phương có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn nên việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên tại các đơn vị kinh tế tư nhân thời gian qua luôn được thị xã Mỹ Hào chú trọng thực hiện với phương châm nâng cao chất lượng đổi mới hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp gắn với các phong trào thi đua lao động sản xuất. Được thành lập ngay từ khi doanh nghiệp hoạt động ổn định, chi bộ đảng, công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long có 50 đảng viên, đa số đều là quản lý ở các bộ phận hoặc các tổ trưởng sản xuất. Đây đều là những người tham gia trực tiếp vào các khâu điều hành của dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp. Vẫn bố trí thời gian là sinh hoạt đảng bình thường và vẫn sắp xếp thời gian để điều hành sản xuất tốt hơn và hoàn thành nhiệm vụ của ban lãnh đạo giao cho. Ban chi ủy chi bộ cũng thường xuyên nghiên cứu đổi mới những cái hình thức sinh hoạt chi bộ để làm sao mà ít ảnh hưởng nhất đến sản xuất kinh doanh của các đơn vị, cũng như là ảnh hưởng đến cái việc mà sản xuất kinh doanh của các đại đồng chí đảng viên tại các cái đơn vị. Đa số các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ là các đơn vị kinh tế tư nhân ở Mỹ Hào đều gắn việc tham gia công tác đảng với nhiệm vụ chuyên môn được giao. Dù là người quản lý hoặc không thì đều thấy được trách nhiệm của mình trong việc gương mẫu thực hiện nhiệm vụ mà cơ quan và chi bộ giao cho. Trong cái môi trường làm việc này thì một đảng viên cần phải có, đó là chúng tôi phải luôn luôn đi đầu trong cái việc là cải cách và nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức để có những kỹ năng và có những các cái kiến thức tốt nhất. Bản thân những người đảng viên là những người nắm rõ đường lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước thì họ luôn luôn gương mẫu thực hiện theo các chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, đồng thời họ cũng sẽ tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty hiểu đúng, hiểu rõ và sẽ tránh được những sai phạm. Hiện nay có 9 chi bộ là các đơn vị kinh tế tư nhân trực thuộc thị ủy Mỹ Hào, còn quá ít so với hàng nghìn doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Bên cạnh đó, một số chi bộ tuy có thành lập song chưa quan tâm đến việc phát triển đảng viên mới. Để phát triển thêm tổ chức đảng trong thời gian tới, Ban Thường vụ thị ủy Mỹ Hào đang triển khai nhiều biện pháp, trong đó có việc nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp gắn với các phong trào thi đua lao động sản xuất. Phấn đấu trong nhiệm kỳ này sẽ thành lập thêm 5 tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Chúng tôi sẽ tập trung thực hiện tốt cái việc phát triển các cái tổ chức quần chúng trong các cái doanh nghiệp. Trên cơ sở đó là đẩy mạnh các cái phong trào thi đua yêu nước trong tập thể lao động của các doanh nghiệp. Từ đó để phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, tiếp tục là đổi mới cái phương thức hoạt động tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp để làm sao hoạt động của công tác Đảng gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với từng điều kiện hiện nay. Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là đất nông nghiệp để nông dân yên tâm canh tác, cũng như hoàn thành các mục tiêu trong công tác quản lý đất đai, huyện Tiên Lữ đã tập trung thực hiện nhiều biện pháp và đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho người dân đạt gần 80% diện tích. Tổng diện tích đất nông nghiệp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt trên 38.200 thửa với diện tích gần 3.860 ha, trong đó nhiều địa phương đã hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 100% diện tích, như xã Ngô Quyền cấp cho hơn 1.390 thửa với diện tích gần 370 ha, xã Tiện Phiến trên 4.390 thửa với diện tích 222 ha. Bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tồn tại tranh chấp từ khi thực hiện dồn điền đổi ruộng, giấy tờ pháp lý không đầy đủ như ở xã Cương Chính mới chỉ cấp được khoảng 12% diện tích.
thị trấn Vương còn chưa đạt 1%. Để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tiên Lữ cần đẩy mạnh hơn nữa, phối hợp với các địa phương và người sử dụng hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, cũng như thực hiện tuyên truyền về luật đất đai. Tại thôn Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động vừa xảy ra tình trạng người dân tự ý san lấp ao trái phép trong khi vi phạm trước đó chưa được xử lý. Đây là mặt bằng vừa được gia đình anh Vũ Văn Tăng ở thôn Đào Xá tự ý san lấp trái phép cách đây vài ngày. Do nằm giữa khu dân cư và ở trong ngõ nhỏ, sâu, nên khi địa phương phát hiện thì gia đình này đã san lấp với diện tích khoảng 100m². Trước đó, hộ này cũng đã vi phạm lấn chiếm gần 200m² ao. Được biết đây là ao do Ủy ban Nhân dân xã quản lý và đang cho người dân thầu để chăn nuôi thủy sản. Vì thế, việc tự ý san lấp là lấn chiếm đất công. Trước thực trạng trên, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Xá có biện pháp kiên quyết, xử lý dứt điểm, trả lại hiện trạng, vừa để giữ nghiêm kỷ cương, vừa làm cơ sở để xử lý các vi phạm trước đó theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi xã Vĩnh Xá xử lý việc san lấp ao làng tại thôn Đào Xá. Đã hơn 3 năm khi có kết luận của Thanh tra tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng trong cụm công nghiệp Minh Khai mở rộng, song Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng, đơn vị chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục. Cụm công nghiệp Minh Khai mở rộng thuộc thị trấn Nhu Quỳnh, huyện Văn Lâm có 270 hộ dân làm nghề tái chế nhựa của thôn Minh Khai chuyển ra thuê đất làm từ năm 2016 và 2017. Tuy nhiên, do việc quản lý không chặt chẽ của chủ đầu tư nên có gần 200 hộ dân đã xây nhà, làm xưởng, lấn chiếm hết phần đất lùi lại khoảng 3-4 mét chiều dài để làm sân. Như vậy, mỗi hộ dân lấn chiếm từ 25 đến 30 mét vuông. Năm 2018, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã có kết luận yêu cầu Tổng Công ty 319 phải phối hợp với chính quyền địa phương là thị trấn Nhu Quỳnh và huyện Văn Lâm khắc phục triệt để việc này, trả lại mặt bằng hiện trạng như thiết kế. Tuy nhiên đến nay tình trạng này vẫn chưa được khắc phục. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng yêu cầu công ty 319 không được để tình trạng các cơ sở chưa có thủ tục về môi trường cũng như công trình xử lý về môi trường mà đã đi vào hoạt động sản xuất. Vốn là địa phương thuần nông kinh tế khó khăn, hơn 10 năm trở lại đây, thôn Hồng Lương, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi đẩy mạnh nghề sản xuất kinh doanh đồ nội thất, mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân. Hiện toàn thôn Hồng Lương có 10 xưởng thu hút trên 150 lao động tham gia sản xuất kinh doanh đồ nội thất. Với các sản phẩm chủ lực như tủ đựng quần áo, tủ bếp, kệ bàn được làm từ các chất liệu nhựa, nhôm, kính, xuất bán tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ngoài cung ứng các mẫu sản phẩm có sẵn, các hộ còn sản xuất theo các mẫu thiết kế được đặt hàng với nhiều mức giá khác nhau. Bằng đôi bàn tay khéo léo sáng tạo và ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ cao nên các sản phẩm đa dạng, bền đẹp được khách hàng tin dùng. Bình quân mỗi xưởng sản xuất kinh doanh đồ nội thất cho thu lãi gần 1 tỷ đồng một năm. Điển hình như hộ ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Nguyễn Xuân Thái, Nguyễn Xuân Hùng, Vũ Sĩ Trường. Nhân dân trong địa phương là rất năng động, có những hộ là 1-2 xưởng, có những gia đình 3 cái ô tô, đời sống sinh hoạt của nhân dân ngày càng phát triển. Những ngày gần đây, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh, nhu cầu mua kit test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2, thuốc điều trị COVID-19, khẩu trang y tế của người dân tăng cao. Lợi dụng tình hình này, một số nhà thuốc trên địa bàn tỉnh đã bán với nhiều loại giá khác nhau, không niêm yết giá, gây khó khăn cho người tiêu dùng. Em ơi, có thuốc kháng virus không? Cho anh xem nào. Loại này thì bao tiền? 360.000 Sao em không niêm yết giá vào đây? Em chưa in được. Test Covid có những loại nào? Thế này bao tiền? Sao test Covid này mà em cũng không niêm yết giá vào? Đây có test à? Test có 70.000 một test. Nhưng mà đáng lẽ là em phải niêm yết giá nhà thuốc đấy. Đó. Em mới bảo là em gửi làm ra cho nên em chưa niêm yết giá vào.
Theo quy định, các nhà thuốc, cửa hàng thuốc phải niêm yết giá bằng các hình thức như bảng điện tử, dán trực tiếp trên bao bì sản phẩm. Việc niêm yết phải để ở nơi dễ nhìn, dễ quan sát. Trước khi mua, khách hàng phải biết được giá của sản phẩm. Thế nhưng qua ghi nhận cũng như trao đổi giữa phóng viên với nhân viên cửa hàng thuốc Vân Sơn số 1 và chủ cửa hàng thuốc Vân Sơn số 2 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Vân Sơn Hưng Yên ở thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi cho thấy nhiều loại sản phẩm tại đây không được niêm yết giá bán theo quy định, đặc biệt là các mặt hàng vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Tại một số cửa hàng nhà thuốc ở huyện Phù Cừ cũng diễn ra tình trạng tương tự. Các mặt hàng vật tư y tế và thuốc chữa bệnh không được niêm yết giá trên sản phẩm cũng như trong cửa hàng. Người mua chỉ được biết giá khi nhân viên bán hàng hoặc chủ cửa hàng thuốc cho biết. Điều đáng nói, khi phóng viên hỏi thì người bán thuốc quanh co, ngụy biện với nhiều lý do. Khi người ta bán dở đây ấy, thì biết giá em biết chỗ nào đấy. Thế này thì là em lại chưa, vẫn chưa kịp. Tại sao lúc nãy là mình không niêm yết giá? Dạ, em chưa kịp in ở trên máy, em chưa dám. Không chỉ các nhà thuốc, cửa hàng thuốc tư nhân mà ngay cả một số quầy thuốc tại bệnh viện không niêm yết giá. Đơn cử như tại quầy thuốc Bệnh viện Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ thì giá bán kit test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2, thuốc điều trị COVID-19 không hề được niêm yết giá trước khi bán cho người tiêu dùng. Test này là của bên nào đấy? Đây là của Trung Quốc ạ. À, cái này bao tiền? Cái này à, anh hết cả hộp 50.000 thôi. Sao anh lại không niêm yết giá đây? Vâng, cái đấy em quên ạ. Nhà thuốc ở bệnh viện mà quên thế này là không được rồi. Thuốc, vật tư y tế là mặt hàng đặc biệt, kinh doanh có điều kiện. Các nhà thuốc, cửa hàng thuốc cần thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng. Đặc biệt trong bối cảnh người dân có nhu cầu lớn các mặt hàng vật tư y tế, phục vụ phòng chống dịch COVID-19, thì việc niêm yết giá cần phải thực hiện nghiêm ngặt hơn. Sở Y tế cũng cần phối hợp với các cơ quan chức năng chấn chỉnh tình trạng này. Bên cạnh đó, người tiêu dùng khi mua thuốc cũng cần nắm được các quy định để bảo vệ mình, nên tìm đến các nhà thuốc có uy tín, không nên mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ và chỉ sử dụng các thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người khi test nhanh COVID-19 nghĩ rằng vạch đậm lên nghĩa là bệnh nặng và vạch mờ nghĩa là bệnh nhẹ. Điều này được bác sĩ Trịnh Kế Điệp, Trung tâm Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định là không đúng. Tiếp xúc với người đã nhiễm COVID-19 hoặc nghi nhiễm có thể mua kit test nhanh để tự làm xét nghiệm tại nhà. Kết quả test cho một vạch ở chữ C nghĩa là âm tính, nếu hiện hai vạch cả chữ C và chữ T chứng tỏ dương tính. Trường hợp không hiện vạch nào hoặc chỉ hiện một vạch ở chữ T thì kit test này có vấn đề, cần phải xét nghiệm lại. Theo bác sĩ, tải lượng virus đạt đỉnh trong vòng 5 ngày kể từ khi có triệu chứng đầu tiên. Sau khi tiếp xúc F0, virus cần thời gian để nhân lên, xét nghiệm ngay có thể gây hiện tượng âm tính giả. Trên các kết quả test nhanh vạch mờ hay đậm không thể hiện mức độ nhiễm bệnh nặng hay nhẹ, xét nghiệm nhanh chỉ xác định có nhiễm bệnh hay không. Chúng ta phải xem lại cái cách lấy test của chúng ta, bình thường chúng ta lấy có đúng vị trí hay không. Cái thời điểm trước tôi lên đậm bởi vì sao? Bởi vì là lấy đúng kỹ thuật, nhưng này sao các bạn ngoáy ngoáy hờ mũi, các bạn ngoáy không đúng thì hoàn toàn nó có thể mờ, hoặc thậm chí lúc đầu mờ và lúc sau đậm. Như vậy test này chỉ mang tính chất là tham khảo, và để xác định thì chúng ta có thể làm PCR. Test nhanh xuất hiện hai vạch, dù vạch T đậm hay nhạt thì kết quả cho thấy đã nhiễm SARS-CoV-2. Lúc này bệnh nhân cần bình tĩnh, tự cách ly, thực hiện 5K và báo cho y tế địa phương. Huyện Tiên Lữ vừa phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2022. Ngày hội Hiến máu tình nguyện đã thu hút gần 700 cán bộ công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang của các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn huyện tham gia. Sau khi được kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm máu và làm các thủ tục cần thiết, đã có gần 200 tình nguyện viên đã hiến máu. Trong đó có nhiều người đã tự nguyện hiến máu nhiều lần như anh Hoàng Anh Đào ở thị trấn Vương 17 lần, anh Vũ Đức Hoàng, giáo viên trường trung học cơ sở Tiên Lữ 16 lần, chị Bùi Thị Thu, xã Trung Dũng 15 lần. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số Hưng Yên TV Go, Fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trang web hungyentv.vn, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin quốc tế.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23 tháng 3 theo kế hoạch cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thực hiện chuyến công du tới châu Âu để tham dự các cuộc họp với nhà lãnh đạo cấp cao của châu Âu, với nội dung chính sẽ là vấn đề an ninh của Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết, trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu, Tổng thống Biden sẽ cùng lãnh đạo các nước đồng minh thảo luận về tình hình hiện nay tại Ukraine, cân nhắc các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine, cũng như xem xét siết chặt các biện pháp hiện có. Tổng thống Biden cũng sẽ làm việc với lãnh đạo các nước NATO để có những điều chỉnh lâu dài với việc bố trí lực lượng của NATO và tuyên bố hành động chung để tăng cường an ninh năng lượng ở châu Âu, vốn phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga. Sau đó, ông Biden dự kiến sẽ đến Ba Lan, nước đồng minh có chung biên giới với Ukraine. Thủ tướng Israel, ông Naftali Bennett mới đây cho biết, Israel đang cố gắng làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine nhằm sớm lập lại hòa bình. Thủ tướng Israel đánh giá có những tín hiệu tích cực trong cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay, khi phía Nga không tìm cách thay thế Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, và phi quân sự hóa hoàn toàn Ukraine, trong khi Kiev cũng thừa nhận không thể gia nhập NATO. Theo Bennett, Israel sẽ tiếp tục cùng với những đối tác khác trên thế giới nỗ lực làm cầu nối để chấm dứt xung đột. Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục lên tới 900 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá 2022 để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ an sinh xã hội và tăng chi tiêu quốc phòng. Thượng viện Nhật Bản đã phê chuẩn dự thảo ngân sách cho tài khoá bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 tới đây, sau khi dự thảo được Hạ viện thông qua vào cuối tháng 2. Đây sẽ là mức ngân sách cao kỷ lục của Nhật Bản trong năm thứ 10 liên tiếp. Theo dự thảo, ngân sách sẽ phân bổ một khoản chi lớn nhất từ trước đến nay, chiếm 30% tổng chi tiêu cho an sinh xã hội để giải quyết tình trạng già hóa dân số nhanh của Nhật Bản. Ngoài ra, ngân sách dành cho chi tiêu quốc phòng cũng là một con số cao kỷ lục, trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển các công nghệ mới phục vụ an ninh quốc gia. Giới chức Đan Mạch vừa tuyên bố nước này đã đạt được mức miễn dịch cộng đồng trước đại dịch COVID-19. Theo đó, Đan Mạch đánh giá sự miễn dịch trong cộng đồng đã đủ lớn để dịch bệnh COVID-19 không thể lây lan rộng rãi trong xã hội. Dù Đan Mạch đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch, số ca bệnh vẫn đang trên đà suy giảm, từ trên 50.000 ca mỗi ngày hồi cuối tháng 1 xuống còn khoảng 8 đến 11.000 ca mỗi ngày hiện nay. Trong khi đó, chính phủ Nam Phi tuyên bố bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại không gian mở, nơi công cộng, nhưng người dân vẫn phải tuân thủ đeo khẩu trang trong không gian kín. Trong thông điệp quốc gia, Tổng thống Nam Phi, ông Ramaphosa cho biết vẫn sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ở các không gian trong nhà như trước đây, như tại cửa hàng, trung tâm thương mại, văn phòng, nhà máy, phương tiện công cộng. Tuy nhiên sẽ không cần phải đeo khẩu trang khi đi dạo nơi công cộng, tập thể dục hoặc tham gia buổi tụ tập ngoài trời. Những thay đổi trong quy định này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Nam Phi chuẩn bị dỡ bỏ tình trạng thảm họa được áp dụng kể từ khi quốc gia này ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên vào tháng 3 năm 2020. Một công ty chuyên về khảo sát chất lượng không khí của Thụy Sĩ vừa công bố dữ liệu khảo sát cho thấy, trong năm 2021, không có quốc gia nào trên thế giới đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhiều nơi thậm chí còn ô nhiễm hơn trước. Kết luận trên dựa theo dữ liệu khảo sát trên 6.475 thành phố của công ty IQE công bố ngày 22 tháng 3. Theo dữ liệu của IQE, chỉ có 3,4% thành phố được khảo sát đạt tiêu chuẩn vào năm 2021. Trong khi đó, có tới 93 thành phố có mức PM2.5 cao gấp 10 lần mức khuyến nghị. Xét trên quy mô quốc gia, không có quốc gia nào đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng về không khí do WHO lập ra. Theo khuyến nghị an toàn của WHO, chỉ số bụi mịn PM2.5 không được vượt quá 5 microgram trên 1 mét khối. Từ đầu năm nay, bang California của Mỹ triển khai đạo luật bắt buộc tất cả thực phẩm và các phụ phẩm dư thừa phải tái chế chứ không được chôn lấp như trước đây. Theo giới chức bang California, thực phẩm dư thừa và phụ phẩm từ quá trình chế biến thức ăn sẽ được thu gom và xử lý thành phân bón hữu cơ hay năng lượng thông qua quá trình phân hủy yếm khí. Các sản phẩm này có thể được bán hoặc phát miễn phí cho nông dân địa phương. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, có tới 40% lượng thực phẩm tiêu thụ trong nước này bị đổ đi do thừa. Khi chôn lấp, chúng tạo ra khoảng 15% lượng khí metan phát thải trên toàn nước Mỹ. Hiện bang California đặt mục tiêu tái chế 75% lượng thực phẩm dư thừa và phụ phẩm từ quá trình chế biến thức ăn hàng ngày ở bang này. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.